Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MCNA Chuyện audio tiên hiệp Đây là tập 42 của chuyện thiên đạo đồ thư quán Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé Trường 159 Ca tới đây là muốn làm cho ngươi mất mặt Thân là một lão sư lại là cường giả võ giả tứ trọng bị cốt cảnh coi như là chu thiên không được học phương thường pháp thì vẫn có thể nhìn ra sâu cạn của chiêu này thường màng gào thét uy lực 10 phần áp lực không khí giống như là một cơn lốc đừng nói là áp chế tù vi, coi như là dùng hết toàn lực vậy thì chỉ sợ rằng cũng khó có thể chống cự một tên tiểu tử tụ tức cảnh làm sao lại có thể một lần bùng nổ ra một lực lượng to lớn như vậy được chứ hắn ta cảm thấy sắp điên cái đầu trương huyền còn mẹ nó, người chơi ta. Ngay lúc này, hắn có ngốc tới mấy cũng biết mình đã bị trúng kế rồi. Khó trách cái tên này lại tự tin như vậy. Trịnh Dương này từ khi nào mà lại mạnh mẽ như vậy được chứ? Trong lòng không nghĩ thêm nhiều được nữa, hắn cũng không dám tiếp tục áp chế lực lượng. Hai cỗ chân khí từ trong lòng bàn tay dâng trào ra, muốn phóng lại thương mang. Nhưng chỉ là chiêu thiên đạo thương pháp này càng ngày càng là một loại võ giả thất trọng thông huyền cảnh lại là một đại sư thương pháp giống như vương sùng lại còn không chống đỡ được nó huống chỉ là hắn bằng thường mạnh mẽ đánh lên trên ngực miệng vương sùng lại ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức bay ngược ra bên ngoài từ trên sư chiến thai rơi xuống mặt đất vô cùng chật vật yên tĩnh yên lặng như tờ đây là sao chứ một trưởng đánh bại chu thiên lão sư sao trời đất để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi há hốc mồm, mọi người đều ồ lên một trận. Vốn, bọn họ lại còn tưởng rằng chủ lão sư này ra tay đối phó với một học sinh bất cứ khi nào cũng sẽ ngã xuống đất như vậy. Một ngón tay của hắn là có thể ung dung nghiền ép được. Vậy nhưng, trước mắt là trò quỷ gì vậy? Dưới một thương này của học sinh, chủ lão sư lại không chỉ làm trái quy tắc phóng thích tất cả những lực lượng của mình mà vẫn bị một lần đánh bay đi như cũ. Đây không phải mắt ta nhìn nhầm. Vậy ai đó có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Còn mắt của mấy người triệu nhã, lưu dương, viên đào cũng lại trợn tròn. Có một chút khó có thể tin được mà nhìn về phía trịnh dương. Cái tên này mỗi ngày đều ở cùng với bọn họ. Thực lực tại sao bọn họ lại biết rất rõ ràng, nhưng lại mạnh được như vậy sao? Hơn nữa, người khác mạnh mẽ thì cũng chỉ là lợi hại thêm một chút. Chuyện có vẻ như là có một chút đột nhiên quá mức. Cường giả võ giả tứ trọng, bị cốt cảnh, bị một thương đánh bay. Có phải chúng ta đang nằm mơ rồi không? Không phải là nằm mơ, đây là chiêu thường pháp. Mấy người đồng thời quay mặt nhìn về phía trường huyền. Bọn họ cũng đã phát giác ra, mặc dù là trịnh dương này có thể thi triển ra thần uy, vậy nhưng nhất định là chiêu thương pháp do trường huyền lão sư dạy cho hắn. Nhưng mà chỉ có điều, chiêu thương pháp này nhìn như thế nào cũng thấy giết không chết gà, làm sao mà lại trâu bỏ như vậy được chứ? Cánh tay của học sinh của Chu Thiên vốn đang dơ lên, định vỗ tay để dưng oai cho lão sư, Vậy nhưng mà bọn họ còn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lời nói vẫn còn chưa ra khỏi miệng thì đã xuất hiện kết quả như vậy rồi. Về mặt mỗi người giống như đang nằm mơ, không biết phải làm sao. Lão sư Sau khi kịp phản ứng lại, tất cả đều chạy tới, nâng chu thiên dậy. Người Đứng dậy, điều tức một lúc, lúc này chu thiên mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trường huyền. Lúc đang muốn hỏi chuyện thì đã thấy trịnh dương cầm trong tay trường thương đi tới, lại ôm quyền nói. Chú lão sư đã tạ rồi Nghe thấy hắn nói như vậy Chú thiền lại hơi đỏ mặt Phun ra một ngụm máu tươi Đa tạ cái muội muội nhà ngươi Lão tử hận không thể nào đánh chết người tại chỗ Ai biết được thương pháp của người lại quái dị như vậy chứ Đường đường là một lão sư Lại còn thua một học sinh Hắn lại chỉ cảm thấy mặt của mình nóng rát Giống như là bị người ta mạnh mẽ đánh vào Chú lão sư Vừa nãy người đã nói Nếu như ta thắng Vậy thì người sẽ cho ta 10 viên sinh tức hoàn Xin lão sư hãy lấy ra đây đi. Trịnh Dương hưng phấn đi lên phía trước. Tuy rằng tức giận, vậy nhưng mà Chu Thiên cũng biết, lần này mất mặt đó là một chuyện rất khó tránh được. Nếu như thua tên sư chiến thai mà lại không thể nào khống chế được, chống chế lại sẽ mất hết mặt mũi. Cắn rằng một cái, hắn lại từ trong túi áo lấy ra một cái bình ngọc rồi đưa tới. Vội vã tiếp nhận, Trịnh Dương lại mở nắp bình ra. Quả nhiên bên trong có một loạt sinh tức hoàn, khi tức chuyển ra bên ngoài, linh khí bức người, lão sư vội vã đưa sinh tức hoàn tới trước mặt trương huyền về mặt trịnh dương rất là hưng phấn vừa giữa trưa bọn họ đến phòng học sinh cãi lộn đó là bởi vì trương lão sư cần những tư nguyên này tuy rằng cũng hơi khổ cực vậy nhưng cuối cùng vẫn thành công rồi đúng là đáng ghét nhìn thấy dáng vẻ của hắn trong lòng chu thiên đúng là đang nhỏ máu một lão sư một tháng mới có thể có được một viên thôi mười viên sinh tức hoàn đối với hắn cũng là một số của cải lớn lắm Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho Trương Huyền thoải mái đâu. <laughs> Trương Huyền, cho ngươi thì sao chứ? Những sinh tích hoàn này là do học sinh của ngươi thẳng tay giúp ngươi. Vốn ngươi đã không có tư cách để nắm giữ rồi. Ta đây lại không tin, ngươi có thể ung dung thoải mái mà dùng nó. Có được những đàn dược này thì thế nào chứ? Học sinh ngươi nhọc nhằn khổ sở để giúp ngươi đạt được. Ngươi không còn biết ngại mà còn đi dùng sao? Chỉ cần, không cần, cũng giống như là không có đạt được nó. Dùng sao? Trường Huy lại tiếp nhận bình ngọc rồi lắc đầu nói. Cái loại đồ vật rác rưởi như thế này, ai mà thêm dùng chứ? Nói xong, bàn tay lại run run lên. Tóm tóm, bình ngọc đã bị hắn ném luôn vào trong bể nước cách đó không xa. Chuyện này... Thấy cảnh đó, toàn bộ mọi người giật nảy mình, chủ thiền cũng sững sờ tại chỗ. Hắn ta, làm cái quái gì vậy? Hết chương. Chương 160 Ca tới đây là muốn làm cho người mất mặt. Đây chính là 10 viên sinh tức hoàn đó, giá trị đến mấy ngàn kim tệ, trực tiếp mà ném đi sao? Ngay cả mấy người trịnh dương và triệu nhá cũng sững sờ tại chỗ. Không cần phải cảm thấy kỳ quá như vậy đâu. Tuy rằng sinh tức hoàn này có thể trợ giúp người tu luyện nhanh chóng, hội tụ linh khí. Nhưng mà nếu như người dùng quá nhiều, sẽ làm cho người ta xuất hiện tính ỉ lại, không có tốt đối với tu luyện về sau đâu. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Trường Huyền lại xoay cổ tay một cái rồi lấy ra một cái bình ngọc ném cho mọi người. Đây chính là đồ vật mà ta chuẩn bị cho các người. Dùng hết, ta lại đi kiếm thêm một chút. Trong lúc nghỉ hoặc, mấy người triệu nhá tiếp nhận bình ngọc, vừa mở ra nhìn một chút, đã cảm thấy giật mình. Sinh tức đan Trong bình ngọc này lại có từng viên từng viên đan dược vòn, vò tròn lại, tỏa sáng, tỏa ra những mùi hương thơm xuyên vào trong xương cốt. Không nghi ngờ lại là sinh tức đan, đây mới chân chính là đan dược đối với võ giả tu luyện có tác dụng rất mạnh sinh tức hoàn so sánh với nó quả thực chính là sự chênh lệch giữa bùn nhão và bảo thạch không thể nào cùng so sánh được đây là sinh tức đan mấy vạn kim tệ một viên ở bên ngoài sao một lần mà hắn đã lấy ra tận hai bình đến mấy chục viên nhiều như vậy đan dược chính thức đưa cho học sinh dùng thân thể chúng nhân run rẩy một cái cảm giác mình sắp phát điên rồi nhiều sinh tức đan như vậy, chỉ ít giá trị cũng tới mấy trăm ngàn kim tệ đó. Ném cho học sinh tùy tiện mà dùng sao? Trời đất, có cần phải phá sản như vậy không? Khó trách người ta không để sinh tức hoàn vào trong mặt. Nói đùa chứ, ai có nhiều sinh tức đan như vậy thì cũng không bao giờ để cái thứ đồ chơi này vào trong mắt. Chủ thiên thân thể run rẩy một cái, suýt chút nữa đang ngất lịm tại chỗ. Hắn lại chỉ cảm thấy hai gò má mình đỏ chót, bị đánh tới mức sắp bị phế tới nơi rồi tùy tiện dạy bảo học sinh một chiêu số rác rưởi mà lại có thể đánh mình giống như con chó chết sinh tức hoàn mà bản thân hắn xem như bảo bối quý trọng không ngớt người ta lại coi như là rác rưởi ném hết cả đi đại ca không phải là người là lão sư có đãi ngộ tiền lương kém cỏi nhất trong học viện đó hay sao từ khi nào mà người trở nên trâu bò như vậy được cơ chứ lão sư những thứ này đều là của chúng con sao không những mọi người phát dồ mà mấy người triệu nhã cũng không thể nào tin vào mắt ừ đương nhiên là cho các ngươi không phải là ta nói với các ngươi rồi sao làm học sinh của ta học viện chỉ có một ít đồ như vậy thì cần gì phải tranh giành chứ trương huyền lại ra vẻ chỉ tiết mài rát không thành kim lắc đầu một cái cổ tay lại xoay xoay một cái hổ lô xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn vương dính đùi của con bị thương kinh mạch bị hao tổn đây chính là dưỡng thể dịch mà ta đã chuyên môn tìm cho con sau khi trở về hòa với nước ngâm ba ngày liên tục tất cả những mầm họa sẽ tiêu trừ hết lưu dương còn luyện sai võ ký ôn mạch đan này là thứ mà ta đã tìm được ở trong luyện đan sư công hội cố gắng tù luyện trong vòng thời gian ngắn tổn thương trước đó cũng có thể giải quyết vâng vâng vương Dĩnh và lưu dương đi lên phía trước tiếp nhận hai loại đồ vật dưỡng thể dịch lẽ nào đó chính là dưỡng thể dịch của luyện đan sư công hội các người đã từng nghe nói qua rồi sao đương nhiên đã từng nghe nói khi trước ta nghe nói vật này có thể làm cho kinh mạch đã bị tổn thương mau chóng khôi phục lại cho nên mới sai người hỏi thăm một chút một cái hồ lô như vậy có người đã nói là cũng cần tới 30 vạn kim tệ đó 30 vạn sao là thật hay giả ôn mạch đan là đan dược trần chính giá trị so với sinh tức đan lại còn cao hơn còn có người nói một viên đã có giá đến 20 vạn kim tệ rồi luyện đan sư hoặc là luyện đan học đồ mua còn lẽ có thể rẻ hơn một chút Vậy nhưng cũng không rẻ hơn được bao nhiêu. Người nói sao? 20 vạn. Nói như vậy không phải là hắn vừa ra tay, đã là 50 vạn rồi. Lại còn có nhiều sinh tức đàn như vậy nữa, gộp lại đã hơn 100 vạn rồi đó. Lại còn tiền tay đưa hết cho học sinh. Trường lão sư, người còn thu học sinh hay không? Ta muốn gia nhập vào trong làm môn họa của hắn. Trong đám người có không ít người kiến thức rộng rãi, ôn bạch đan, dưỡng thể dịch không tính là những thứ bí ẩn, vậy cho nên rất nhiều người đều nghe nói qua. Vừa nghe tới giá trị của nó, mỗi người lần nữa trở nên điên rồ. Lão sư sơ cấp của học viện, tiền lương một tháng cũng chỉ là 3400 400 kim tệ, cao cấp cũng lại không quá 1 ngàn, tiện tay lấy ra hơn trăm vạn đưa cho học sinh tu luyện sao? Không nói tới lão sư khác, cái tên Chu Thiên này đây, học sinh chiến thắng cho nên mới được khen thưởng là sinh tức đã tán. Người nhìn bình thường, nhìn một chút mà xem, tiện tay đưa ra đều là đan dược chính thức kia kìa, dược dịch cũng là cực phẩm. Mẹ nhà ngươi, cùng là lão sư, tại sao lại tranh lệch lớn như vậy chứ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ tập trung trên người của mấy người triệu nhã. Tất cả ánh mắt khinh bỉ đều tập trung trên người của Chu Thiên. Nhìn thấy những ánh mắt này, Chu Thiên suýt chút nữa, đã lần nữa hai lần phun ra máu tươi. Trương Huyền, ông nội ngươi, nhất định là người cố ý với ta. Cố ý lấy ra những cái thứ đồ này ở trước mặt của ta, chính là muốn đánh thẳng vào cái mặt của ta chứ gì. Ta đường đường là một người trưởng quản tất cả những việc phân phát vật tư ở trong học viện, là một lão sư có công việc béo bở nhất. Bây giờ lại bị người ta xem thường không gian, không đáng một xu. Được rồi, đi thôi. Sau khi chia chác đồ vật xong, Trường Huyền lại khoát tay một cái rồi dẫn đầu đi ra ngoài, nhẹ nhàng như mây gió, không nhiễm một hạt bụi trần nào. Phí lời, chuyện này mà còn cần phải nói sao? Đương nhiên là cố ý. Không phải là người muốn đánh vào cái mặt của ta sao? Vậy thì ta sẽ đánh vào cái đầu của ngươi. Nói thật cho người biết, ca ca tới đây chính là để làm cho người mất mặt đó. Vâng. Thấy lão sư bắt đầu rời đi, mấy người trịnh dương mới từ trong kinh ngạc và nướng lại, choáng váng đi theo phía sau. Đồng thời, khuôn mặt từng người có một chút lúng túng và ửng hồng. Vốn, bọn họ lại muốn tranh thủ một chút tài nguyên cho lão sư, dành vẻ vang cho người. Ai mà biết được, đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện ra trường lão sư cần bản là không thèm quan tâm tới những tư nguyên đó thì cũng đúng người có thể tiện tay lấy ra nhiều đan dược như vậy nhiều dược liệu như vậy một ít cái gọi là sinh tức tán sinh tức hoàn sao có thể được người ta để vào trong mắt lão sư những đan dược này thực sự đã quá quý trọng rồi khi mọi người lần nữa trở lại lớp học triệu nhã lại đi lên phía trước rồi nói lần trước nàng đã nhận được một gốc hàn dương mẫu thảo nếu như lại lấy thêm những thứ đan dược này nữa thực sự là hơi băn khoăn không sao đâu cố gắng mà tu luyện đi giành thắng lợi ở trong sư giả bình chắc cho ta vậy là được trường huyền lại xua tay nói lão sư yên tâm nhất định là chúng ta sẽ cố gắng rất nhiều nghe thấy hắn nói như vậy mấy người triệu nhã đồng thời gật đầu lão sư đã vì bọn họ mà trả giá nhiều như vậy nếu như lại thua mất khi đó chính bọn họ cũng cảm thấy sẽ không còn mặt mũi nào gặp người được rồi nhìn thấy tinh thần của mọi người như vậy trường huyền lại thỏa mãn gật gù hắn lại quay đầu nhìn sang Trịnh Dương, người theo lại đây. Nói xong, hai người lại đi vào trong một gian phòng nhỏ. Trịnh Dương biết chắc chắn là chuyện về bộ thương pháp mà ngày hôm nay hắn đã học tập, vừa vặn trong lòng hắn cũng lại tràn ngập sự nghi hoặc. Vậy cho nên, hắn không dám do dự mà lại vội vàng đi theo. Hết trường. Trường 161, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiền. Lão sư, chiều thương pháp vừa rồi, Tiến vào bên trong phòng Trịnh Dương cũng không nhịn được nữa mà lại hỏi một câu Chiều thương pháp này là thứ mà ta vừa mới sáng tạo ra đó Hiện tại ta sẽ niệm tu luyện pháp mục quyết cho người nghe Trường huy lại đọc qua công pháp một lần Cái này Nghe khẩu quyết xong Trịnh Dương bối rối Chiều thương pháp này quả thực rất là cao minh So sánh với những thương pháp mà trước đây hắn đã từng học được Quả thực là rác rưởi, Không thể nào rác rưởi hơn được nữa trước đó hắn lại cảm thấy bộ này thường pháp xiên xiên vẹo vẹo từ thế thì chẳng dễ nhìn dễ cả hóa ra căn bản không phải là thế chiều này trọng ý không trọng hình có thể thi triển ra khá xấu cũng có thể thi triển ra hoa lệ không gì sánh được tuy chỉ có một chiều vậy nhưng mà lại vượt qua vô số thường pháp thiên biến vạn hóa uy lực vô tận được rồi ta đã truyền thụ hoàn chỉnh bộ thường pháp này cho ngươi không được sự cho phép của ta không có được phép tự mình truyền ra bên ngoài trường huyền nói vâng Trịnh Dương lại quỳ gối, lòng trọng dập đầu vài cái. Hắn lại chìm đắm trong thương pháp rất nhiều năm, cho nên đương nhiên biết rõ bộ thương pháp này quý giá thế nào. Đồng thời cũng hiểu rõ, một khi tiết lộ ra bên ngoài, sẽ mang tới gió tanh mưa máu ra sao. Tuy rằng chương thương pháp này rất đơn giản, vậy nhưng mà lại là cơ sở của tất cả mọi loại phừng thương pháp. Thời gian lại có hơn 10 ngày nữa, ta hy vọng người có thể đột phá lớn lao, không nên phụ một phen tâm huyết của ta. Trương Huyền nhắn nhủ. Vâng, lão sư kia yên tâm đi, bên trong ánh mắt của Trịnh Dương mang theo đầy vẻ kiên định. Tiếp theo, hắn lại ngẩng đầu lên nói: Lão sư, vậy không biết trường thương pháp này có tên gọi là gì? Hả? Tên? À, ta vẫn còn chưa lấy nữa. Nếu như người thích thì cứ tùy tiện lấy một cái tên nào cũng được. Trường Huyền vung tay lên rồi nói. Tuy rằng Trịnh Hàn đã gọi nó là thiên đạo thường pháp, vậy nhưng mà chỉ là cách gọi chung chung thôi. Chiều số vẫn nên tệ, có tên của chiều số, bản thân hắn cũng lại rất lười suy nghĩ về việc này. Vậy nên cứ để cho Trịnh Dương suy nghĩ. Biết bản tính của lão sư, Trịnh Dương lại cố nén sự khiếp sợ sắp ngất xỉu mà đi ra ngoài. Hắn rời đi, Trường Huyền lại xoa xoa mi tâm của mình. Vương Dính, Liều Dương, tất cả đã được giải quyết mầm họa trong cơ thể, nhất định là sẽ tăng như là... Diều gặp gió, mà viên đào triệu nhã được kích hoạt thể chất nhất định sẽ tiến bộ càng ngày càng nhanh dù chỉ có trịnh dương này là hơi yếu hơn mọi người một chút chỉ là hiện tại đã có chiêu thương pháp này sau hơn 10 ngày giữa cùng là ai hơn ai một bậc thì cũng khó có thể nói được lại gọi những học sinh khác tới sau khi chỉ điểm vài câu lúc này trương huyền mới rời ra khỏi học viện các người nói đỗ mặc hiền đã quỳ gối trước cửa một ngày Tuy rằng Đỗ Mạc Hiên bởi vì là một lần bệnh nặng mà cạnh tranh chức vị gia chủ thất bại, vậy nhưng cũng là một nhân vật có tiếng tăm, quỳ gối trước cửa cả một ngày, chẳng phải đối phương đúng là danh sư sao? Nếu mà như vậy thật, trước đó chúng ta đúng là đoán sai rồi. Trường huyền rời khỏi phù đệ, học tập thường pháp, truyền thụ thương pháp. Không ngờ lúc này, toàn bộ thiên huyền vương quốc đang sôi sùng sục lên. Nếu như mà nói chuyện lăng thiên vũ trước đó rất nhiều người không tin được, vậy nhưng mà đỗ mặc Hiên này quỳ gối trước cửa một ngày đã khiến cho bọn họ dao động rồi. Đường Đường là một thành viên của một trong bốn loại gia tộc lớn nhất, trưởng lão của Đỗ gia, là một nhân vật tuyệt thế đã từng cạnh tranh chức vị gia chủ mà bây giờ lại quỳ gối trước cửa nhà của người khác, sợ rằng cũng chỉ có danh sư mới có được một loại quyết đoán như vậy. Đi đi, qua xem tình huống một chút. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như mà thực sự là một danh sư thì phải dành thời gian giao hảo mới là vương đạo chứ. Tin tức này chuyển xa, vô số những thế lực lớn đã không nhẫn nại được nữa, cả đám cứ nhau nhau phái người đi tìm hiểu tin tức, thậm chí là một ít gia chủ quản sự, đầu lĩnh một phương cũng đã tự mình tới. La Trùng lại chính là một người trong đó. Hắn là hội trưởng luyện khí sư công hội của Thiên Huyền Vương Thành, là một luyện khí sư nhất tinh trung kỳ, cũng là một luyện khí đại sư cấp bậc cao nhất ở trong Thiên Huyền Vương quốc. Bình khí mà hắn luyện chế coi như là thẩm truy bị hạ cũng phải tốn hơn một số tiền rất lớn để mà mua, vô số những quan to quý nhân muốn mà không thể nào có được mỗi một cái mà hắn luyện chế đều có vô số người tung hô đưa cái giá lên trên trời cao vốn bằng vào trong địa vị thân phận của hắn coi như là có danh sư tới đây cũng không cần phải quá chú ý không cần phải lấy lòng và kết giao với hắn trung quy lại tuy luyện khí sư lại không bằng danh sư vậy nhưng cũng là một sự tồn tại có địa vị cực kỳ cao quý bên trong các nghề nghiệp kiểu lưu cũng có sự tôn nghiêm và địa vị của bản thân mình chỉ là hắn vẫn tự dẫn mình tới đây bởi vì người khác không biết chỉ có chính hắn là hiểu rõ gần đây hắn luyện khí trước sau không cách nào làm được tính tâm như khi trước đồ vật mà hắn luyện chế thường thường sẽ sụp đổ ở bước cuối cùng trở thành phế phẩm đủ những bước luyện khí không khác nhau một chút nào so với trước đây vốn hắn lại còn tưởng rằng đó là vấn đề thể lực tinh lực cho nên cũng truyền tâm điều dưỡng mấy ngày rồi nhưng mà kết quả lại không một chút nào thay đổi đường đường là một đệ nhất luyện khí sư của thiên huyền vương quốc lại không cách nào luyện khí được một khi mà chuyện này truyền đi, không nói tới địa vị sẽ bị chịu ảnh hưởng mà sợ rằng đối thủ, kẻ thù trước đây cũng sẽ nghe tiếng mà tới, khiến cho hắn rớt xuống ngàn trượng mất. Vì lẽ đó, sau khi nghe thấy trong thành lại có một vị danh sư tới, hắn cũng không nhịn được nữa mà lặng lẽ tới đây. Hắn muốn nhìn xem một chút, xem có phải là thật hay không. Nếu như là thật, cho dù tiêu tốn và đánh đổi to lớn hơn nữa, thì hắn cũng phải biết rõ ràng vấn đề, cũng tiện thể để giải quyết. Quả nhiên là Đỗ Mạc Hiên đứng ở một góc đường phố nhìn người trung niên đang quỳ gối giữa đường cách đó không xa là trùng đã nhận ra được vị trưởng lão tính tâm to lớn nhất đỗ gia này toàn bộ cao tầng ở trong thiên huyền thành người không biết hắn lại không nhiều khi trước hắn ta lại còn cầu luyện chế ra một thành bảo kiếm vậy cho nên coi như ở rất xa chỉ cần nhìn một chút thì vẫn nhận ra được hắn cái tên này luôn luôn cẩn thận bảo hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất như vậy như vậy thì người bên trong tòa phủ đệ này tất nhiên là có thể giúp hắn giải quyết vấn đề hơn nữa lại còn khiến cho hắn vui lòng phục tùng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, trong lòng La Trùng đã có vài phần phán đoán. Nếu như người ở trong phủ đệ không có thân phận đủ cao, có thủ đoạn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, thì đối mạc khi này quỷ xuống như vậy, tương đương với việc làm cho bản thân mình mất mặt hơn, chắc chắn hắn ta sẽ không làm đâu. Ngay khi hắn đang suy đoán lung tung, thì cửa lớn của phủ đệ kéo kẹt mở ra, một quản gia mập mạp đi ra. Lão ra nhà chúng ta, bảo ngươi đi vào bên trong đi. Bàn tay lớn của Tôn Cường vẫy vẫy một cái. Đà tạ Tôn Quản gia đã hỗ trợ nói một tiếng. Đỗ Mạc Hiên hừng phấn vội vã đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Hết chương. Chương 162, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiên. Tôn Cường cũng không phí lời mà dẫn đầu đi trước dẫn đường. Mấy người tiến vào bên trong đỉnh viện, cửa lớn của phủ đệ lần thứ hai đóng chặt lại đi vào đi đỗ mạc hiền đã đi vào rồi chỉ cần nhìn hành động đi ra của hắn là một lúc nữa đã có thể biết rõ đúng rồi tiếp tục chờ thôi tai mắt của rất nhiều thế lực lớn đang ẩn giấu xung quanh nhìn thấy hắn tiến vào bên trong phủ đệ cũng không vội vã rời đi mà từng người từng người một tiếp tục đưa mắt tập trung vào đây la trùng cũng không vội vã mà cứ yên tĩnh chờ đợi là ta là ta có mắt mà không có thấy núi thái sơn Kính xin dương Sửa hãy tha tội cho ta. Vừa tiến vào bên trong phòng, Đỗ Mạc Hiên lại không còn vẻ nghi hoặc và kiêu ngạo như khi trước đó mà trực tiếp phủ phục xuống dưới mặt đất. Đứng dậy đi. Trường Huyền lại khoát tay áo. Từ học viện trở về, tìm một nơi yên lặng không người, hắn lại lần thứ hai ngụy trang thành dáng vẻ của Dương Huyền, trở lại phủ đệ. Lần này, hắn lại đi một lát cũng đã hơn nửa ngày rồi, cũng đã tiêu diệt kiêu ngạo của cái tên này, cho nên lúc này hắn mới bảo Tôn Cường gọi hắn đi vào xin dương sư không để ý tới hiểm khích khi trước mà hãy cứu ta đi đỗ mặc hiền cũng không đứng dậy mà cứ tiếp tục quỳ gối trên mặt đất nếu như ta đã bảo ngươi đi vào tự nhiên sẽ ra tay đứng dậy đi trương huyền lạnh nhạt nói nghe thấy hắn nói như vậy sắc mặt của đỗ mặc hiền lúc này mới vui vẻ trở lại lại sốt ruột vội vã đứng dậy ánh mắt của đỗ viên viễn ở theo phía sau cũng lại sáng lên đồng thời có một chút nghi hoặc không phải là trước đây phụ thân bị bệnh nặng lắm hay sao? Vậy chẳng lẽ vị danh sư trước mắt này trước đây đã có thể trị hết bệnh rồi hay sao? Biết tại sao trước kia ta lại nói người là súc sinh hay không? Trường Huyền lại nhìn sang rồi nói. Biết. Đỗ Mạc Hiền lại đáp một tiếng. Tôn Cường và Đỗ Viến cũng không nhịn được gật đầu một cái. Trước đó, vị dương sư này lại chỉ liếc mắt, đã nói Đỗ Trường Lão là một tên súc sinh, vốn lại hắn tưởng rằng đối phương đang nhục mạ mình Thế mà bây giờ nhìn lại, e rằng cũng không đơn giản như vậy đâu. Chỉ là, thứ khiến cho bọn họ nghi hoặc và không hiểu nhất, rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cho hắn ta bị mắng là xúc sinh, không những không có một chút nào tức giận mà vẻ mặt lại còn rất là hưng phấn. Chỉ là bọn hắn không có nghi hoặc quá lâu thì âm thanh của Trương Huyền đã vang lên rồi. Mười năm trước, người người đều biết người bị bệnh, tu vi giảm mạnh. Mà trên thực tế, nếu như ta không nhìn nhầm, người đã hòa máu của tuyết lang thú vào trong cơ thể của mình, mưu toàn thay đổi máu thịt. Làm như vậy sẽ dẫn đến ở trong thân thể lang thủ kịch độc. Mỗi khi tới buổi trưa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sẽ mọc ra đầy lông trắng. Người không ra người, thú không ra thú. Trạng thái của người lại giống như súc sinh. Ta nói có phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dương sư lại nói không sai chút nào. Đỗ Mạc Hiền lại vội vã gật đầu. Tuy rằng trước đó, người này nói hắn là súc sinh, hắn đã biết rõ nhất định đối phương đã nhìn ra chứng bệnh của mình, nhưng mà giờ khắc này, đối phương lại nói không sai một ly nào, thì trong lòng hắn vẫn là tràn ngập sự chấn động như cũ. Không hổ là một danh sư trần chính, ánh mắt đúng là kinh người, đây chính là chuyện mà ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không có nhìn ra được đâu. Chuyện này, máu của tuyết làng thú, toàn thân mọc lồng trắng. Nghe thấy lời nói của Trường Huyền, tới giờ mấy người tôn cường và đỗ viễn mới có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì rồi. Đặc biệt là người phía sau, thân thể hắn không khỏi run bắn, Khó trách mỗi ngày, buổi trưa, phụ thân đều lại uống trà lạnh, có thói quen không gặp bất luận là người nào. Vốn hắn lại tưởng đó là một thói quen nhiều năm của phụ thân, vậy nhưng mà con nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là vì nguyên nhân này. Mỗi khi tới buổi trưa, toàn thân của hắn sẽ mọc ra lông trắng. Hắn lại sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên mới cố ý lẩn trốn đi. Một người ở trên dưới đều là lông, không phải là xúc sinh thì là cái gì chứ? Khó trách, dường sư một câu nói ra, không những phụ thân không phản bác, mà lại còn trực tiếp quỳ ở ngoài cửa, căn nguyên là ở đây rồi. Tuyết lang thú là màn thú thất phẩm, thực lực của nó tương đương với võ giả thất trọng thông huyền cảnh, toàn thân có lồng trắng, tốc độ như gió. Máu tươi của nó là một trong những vật liệu chủ yếu để luyện chế ra thông huyền đan. Thứ này có tác dụng khơi thông kinh mạch, đề cao tu vi. Người lại dùng máu tươi của huyết lang thú để mà thay máu, chắc chắn đã nhìn ra một số bí tịch. Làm... Lầm tưởng, một khi thành công sẽ khiến cho tu vi của người tiến nhanh không để ý tới mọi người đang khiếp sợ trương huyền cứ tiếp tục nói vâng vâng đỗ mạc hiên lại cười khổ vội vã gật đầu đúng như vị dương sư này nói y như đúc lúc trước quả thực hắn đã nhìn thấy ghi chép bên trên một quyền bí tịch vậy cho nên nghĩ rằng chỉ cần thay máu thành công thì nhất định có thể một lần bước vào trong thông huyền cảnh trở thành một cao thủ võ giả thất trọng ai mà biết được con nằm mơ cũng không nghĩ tới lại trở thành một đầu ác mộng Mỗi một ngày, toàn thân đều mọc đầy lông trắng, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Cho dù là có, đứng chừng nửa canh giờ, vậy nhưng mà sự thống khổ hắn phải chịu đựng cũng có thể tưởng tượng ra được. Có thể kiên trì được 10 năm cũng là do tâm trí của hắn cứng cỏi, bằng không đã nhất định tự sát trước rồi. Là ban đầu, khi mà ta còn nhỏ, không có phân biệt được thực giả, đã tùy tiện tin tưởng, mong dừng sự hãy ra tay cứu ta. Đố mà khi lại ôm quyền nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thực sự là đầu óc của hắn đúng là có vấn đề. Trong lúc vô tình có được một quyển bí tịch cổ, vốn hắn lại còn tưởng rằng đây chỉ là một trí bảo thôi, đặc biệt là hắn còn thâm nhập vào bên trong bất mau chi địa, lợi dụng rất nhiều thủ đoạn để săn, săn giết một đầu tuyết lang thú, dùng nó để thay máu. Vốn hắn lại còn tưởng rằng tu vi của mình sẽ đại thành, trực tiếp tiếp nhận đến vị trí tộc trưởng. Vậy nhưng, hắn có nằm mơ đi chăng nữa, cũng sẽ không nghĩ tới việc mình sẽ biến thành kết quả như vậy. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là cái gì chứ, không phân biệt được thật giả bản bí tịch đó thực sự cũng rất hay Trường huyền nói là là thật sao đỗ mặc hiền vẫn còn muốn nói gì nữa vậy nhưng mà sau khi nghe thấy Trường huyền nói như vậy toàn thân lại không khỏi chấn động sao có thể có chuyện đó nếu như là thật thì làm sao ta lại biến thành như vậy chứ nếu như bản bí tịch kia là thật như vậy thì tại sao bản thân hắn lại có khả năng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ nhiều năm như thế và tại sao có khả năng tu vi lại từ ích huyệt cảnh rút lui trở thành đình lực cảnh. Từ đây hoàn toàn thất bại được cơ chứ. Hết trường Trường 163 Ăn nhiều chết no Mặc dù bí tịch này là thật Vậy nhưng mà nơi quan trọng nhất đã bị người ta hủy hoại Không đầy đủ Vậy cho nên lúc này mới dẫn tới dáng vẻ của người bây giờ đó Trường Huyền lại không tiếp tục nói về đề tài này nữa Mà chuyển hướng Hắn lại nói được rồi, bây giờ ta sẽ thi châm cho ngươi, giúp ngươi giải quyết mầm họa trong cơ thể. Vâng vâng. Đỗ Mặc Hiên vội vã bước lên phía trước. Trương Huyền lại xoay cổ tay một cái, lấy ra ngân trầm, ngón tay búng một cái, một cây ngân trầm đã bay qua phía đối phương. Thiên đạo thư viện chỉ có giới thiệu cơ bản và những chỗ thiếu hụt, cũng không có phương pháp giải quyết. Chỉ là vấn đề của Đỗ Mạc Hiền lại có một chút tương tự với thê tử của Lăng Thiền Vũ là kinh mạch bế tắc Dẫn tới máu tươi của huyết lang thú không có cách nào phát huy ra tác dụng bình thường. Muốn giải quyết, chỉ cần hóa giải những chỗ bế tắc vậy là được rồi. Vấn đề như vậy, đối với Trường Huyền mà nói, đơn giản là đến cực điểm. Thiên đạo Công Pháp tu luyện ra chân khí trong suốt như nước, bất luận là chỗ bế tắc nào, chỉ cần chân khí sông tới là có thể giải quyết được dễ dàng. Liên tục có mấy cây ngân chầm đâm vào trong cơ thể của Đỗ Mạc Hiên. Đỗ Mạc Hiền lại chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhưng mà áp bức ở trong người trước đó khiến cho hắn mỗi một thời mỗi một khắc, đều khiến cho thú tính của hắn giống như muốn bộc phát. Ngay lúc này, nháy mắt một cái, tất cả như là nước sông bị phóng thích ra, dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, trải rộng ra toàn thân. Nhưng mà lực lượng này vừa mới tiến vào bên trong thân thể đã khiến cho trần khí trong cơ thể của hắn trong nháy mắt tăng lên với biển độ rất lớn. Một trận tiến vàng giống như là tiếng pháo vàng vọng, những từng cái một huyệt đạo ở bên ngoài thân thể nổ tung vô số linh khí lăng khổng xuất hiện, điền cuồng truyền vào bên trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn đã tới từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá lên, ích huyệt cảnh sơ kỳ. Ích huyệt cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt, hắn đã đạt tới ích nguyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí còn không có ý định dừng lại. Thân thể lay động một lát, giúp cuộc thì tu vi đang màu chóng tăng trưởng ngừng lại. Thú tính trước đó khiến cho hắn mỗi ngày đều lo sợ bất an, cũng đã biến mất không thấy hình bóng võ giả thất trọng, thông huyền cảnh sơ kỳ. Hắn lại có thể từ một lần đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá tới thông huyền cảnh, tăng trưởng lên dòng giá hơn một cấp bậc lớn. Bà... Nhìn biến hóa của thân thể mình, dù rằng tâm trí của hắn kiên định thì hốc mắt cũng đã không nhịn được đỏ dựng lên rồi. Những 10 năm, nỗi đau khổ này vẫn dằn vặt hắn, mỗi một ngày đều đã trở nên giống như dã thú, toàn thân nổi lên đầy lông trắng. Vốn lại còn tưởng rằng sinh thời không có biện pháp nào, hắn lại con nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lại được một vị dương sư trước mắt này một lần giải quyết hết cả thậm chí tu vi lại còn đột phá quỳ dạp xuống mặt đất lúc này đỗ mặc hiền rất thành thật thực lòng cũng không có nửa phần giả tạo đa tạ ân tái tạo của dương sư không chỉ là giúp hắn giải quyết mầm họa mà còn khiến cho thực lực của hắn tăng lên đến thông huyền cảnh cái loại ân tình đó không những có thể xưng tụng là tái tạo mà còn có thể so với phụ mẫu đó Bấy giờ, nếu như hắn về tới gia tộc, tuyệt đối sẽ được xếp lên trên khá cao, không có người nào dám xem thường hắn nữa. Có thể có kết quả được như vậy, đừng nói là quỳ cả một ngày, coi như là quỳ thêm một năm nữa cũng là đáng giá. Còn không mau, lấy những thứ kia ra. Tầm tình kích động bình phục lại, lúc này Đỗ Mạc Hiền lại nhìn về phía nhì tử của mình nói. Vâng vâng. Đỗ Viễn vội vã lấy ra một sấp kim phiếu ở trong lồng ngực rồi đưa tới. Vốn đối viễn còn cảm thấy việc quỳ ngoài cửa kia, một lần lấy ra rất nhiều kim phiếu như vậy là do phụ nhiệt thần tự nhiên phát điên rồi. Vậy nhưng bây giờ hắn mới biết không những không điên mà lại còn rất tinh mắt. Thông huyền cảnh Nga. À. Coi như là mất 10 năm thì sao chứ, chả dựa vào thực lực như bây giờ, nếu như lại cạnh tranh gia chủ, vậy thì tất nhiên sẽ là nhân tuyến đầu tiên, không ai có thể cướp bóc được. Hơn nữa, coi như là trở thành gia chủ được, dựa vào thực lực thông huyền cảnh, muốn kiếm thêm đến mấy trăm vạn kim tệ cũng sẽ đơn giản hơn không ít đây chính là năng lực của danh sư. Đơn giản có thể làm cho một người đi lên trên tới đỉnh phong, cũng có thể đơn giản làm cho một người ngã vào trong địa ngục. Đó chính là một danh sư, là một nghề nghiệp cao quý mà toàn bộ đại lục cũng phải tôn sùng không gì sánh bằng. Lúc ở trong lòng hắn đang cảm thấy rất tuyệt vời thì lại nhìn thấy Tôn Cường đi lên, lại lấy ra kim phiếu tiếp ở trong tay hắn rồi lại mới bắt đầu nói chuyện. Đỗ Trừng Lão, Đỗ Công Tử, Lão gia chúng ta lại đang muốn nghỉ ngơi, Vâng vâng. Ngày hôm nay đã là quấy rối Dương Sư rồi, hôm nào ta sẽ tới bái phỏng. Biết đối phương đang hạ lệnh trục khách, Đỗ Mặc Hiền lại không do dự mang theo Đỗ Viễn lùi ra ngoài. Vừa mới đi ra tới cửa thì bên tai hắn đã vang với thanh âm nhàn nhạt, nhạt của Trương Huyền. Bí tịch dung hợp máu tươi của Huyết Lang Vương thiếu đi vài tờ là do người khác hay là vô tình, có lẽ lại có thể tra ra được đó. Chuyện chuyện này, thân thể Đỗ Mặc Hiền lại cứng đờ hắn lần nữa xoay người. đa tạ dương sư đã chỉ điểm. nói xong hắn quay người rời đi. năm đó đối mặt hiền nắm giữ tư cách có thể cạnh tranh chức vị gia chủ dưới tình huống xuôi dòng thuận gió như vậy mà lại đột nhiên tu luyện công pháp nguy hiểm không biết tên muốn mưu toàn đạt đến thông huyền cảnh nếu như nói không có ai mê hoặc không có những nguyên nhân khác sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng vì lẽ đó trước khi hắn đi trường huyền lại cố ý chỉ điểm cho một câu đương nhiên sau đó làm như thế nào đấy là việc của hắn. Mười năm trước, Đỗ Mạc Hiền lại bị một cơn bệnh rất nặng, dẫn đến tu vi giảm mạnh, không có cách nào tranh cướp vị trí gia chủ cả. Sợ rằng lần này quỳ ở đây là cũng đang muốn cầu xin vị danh sư này hỗ trợ giải quyết chứng bệnh này cho mà xem. Bên ngoài, là chúng lại nhớ tới rất nhiều chuyện liên quan tới Đỗ Mạc Hiền, hắn lại không nhịn được suy đoán. Nếu như vấn đề của Đỗ Mạc Hiền có thể giải quyết, như vậy thì nhất định chuyện của ta lại cũng có thể giải quyết được bệnh của đỗ mạc hiền khi trước ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không thể nào giúp gì tuy rằng hắn lại cũng không biết tình huống cụ thể vậy nhưng hắn lại biết những năm này đối phương đã tìm không ít thầy thuốc vậy nhưng đều không thể nào giúp đỡ được gì vấn đề khó nhai như vậy mà vị danh sư này vẫn có thể giải quyết có lẽ vấn đề mà hắn đột nhiên không cách nào tính tầm luyện khí được nữa cũng có thể dễ dàng xử lý ra trong lúc đang suy tư cửa lớn đang đóng chặt lần nữa hai lần kéo kẹt rồi từ từ mở ra hắn lập tức nhìn thấy hai người đỗ mặc hiền và đỗ viễn đi ra ngoài Ai, à, không biết là vấn đề của hắn đã được giải quyết hay chưa? Vội vã nhìn sang, trong lúc đang không xác định được thì hai mắt la trùng đột nhiên lại trợn to, cả người cứng ngắc tại chỗ. Thông huyền cảnh, chuyện này làm sao có khả năng chứ? Vừa nãy, Đỗ Mạc Hiên đi vào, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng là võ giả ngũ trọng đỉnh, đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Làm sao vừa đi vào trong đó không có tới 10 phút, khi mà đi ra đã biến thành thông huyền cảnh được. Hơn nữa, Quan trọng nhất chính là tinh thần phấn chấn, tuyệt nhiên không có giống dáng vẻ trước đó. Hết trường Hết tập 42. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiền Đạo Đồ Thư Quán.